GoodNotes đã nâng cấp ứng dụng lên phiên bản GoodNotes 6. Vậy đâu là những tính năng vừa được cập nhật? Liệu cá nhân mình chỉ dùng ghi chú, học tập, take note cơ bản thì có nên nâng cấp hay không? Đây là câu hỏi được nhiều bạn quan tâm nhất hiện nay khi hay tin ứng dụng đã được cập nhật kèm theo một mức chi phí. Vì thế, bạn hãy cùng Chi trải nghiệm các tính năng hay và mới cập nhật trên ứng dụng GoodNotes 6 thông qua video này xem có xứng đáng để đầu tư hay không ha. Giao diện trang chủ hiện tại đã được thêm một cột sidebar bên tay trái. Bên phải là nơi chứa thư mục và sổ notebook, có thể sắp xếp theo ngày, tên hoặc từng loại, xem theo dạng danh sách hoặc icon cũng được nữa nè. Bên dưới có mục Favorite là nơi chứa các tài liệu quan trọng được đánh dấu sao. Mục Search giúp mình tìm tài liệu, thậm chí là văn bản chứa trong tài liệu luôn nha. Mục Share là nơi chứa các tài liệu được chia sẻ nè. GoodNotes đồng thời đã cho ra mắt Marketplace. Đây là nơi bạn có thể mua vô số văn phòng phẩm kỹ thuật số, bao gồm trang giấy mẫu, các trang tài liệu ghi chú, hình dáng trang trí sticker, bìa sổ hay một quyển sổ lập kế hoạch Digital Planner đầy đủ nữa nha. GoodNotes 6 cũng có chương trình tặng các sản phẩm kỹ thuật số miễn phí tụi mình tải về. Mỗi tháng sẽ có những sản phẩm digital mới dành riêng cho người dùng đã đăng ký gói GoodNotes 6 nữa nè. Đây là danh sách những sản phẩm miễn phí mà mình có thể tải về. Cá nhân Chi thấy đây là một cách tuyệt vời để sở hữu thêm các sản phẩm digital miễn phí, quá xứng đáng cho chi phí đầu tư mà tụi mình bỏ ra hàng tháng nữa ha. Đồng thời, bạn cũng có thể tải các tài liệu luyện thi trực quan ngay trên ứng dụng luôn ha. Các tài liệu như luyện thi CSAT hoặc là SAT Math. Phần này tí nữa Chi sẽ đi sâu và giải thích kỹ cho bạn xem ha. Với đa dạng các văn phòng phẩm kỹ thuật số từ nhiều nghệ sĩ thiết kế khác nhau, bạn tha hồ tìm kiếm cho mình những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và phong cách viết cá nhân nha. Lâu lâu cũng sẽ có một số sản phẩm được giảm giá, mình cũng có thể tham khảo và trang bị cho quyển ghi chú của mình nha. Vậy là xong Marketplace thì tụi mình sẽ cùng bắt đầu tìm hiểu về tính năng nổi bật mới, bắt đầu từ tính năng tùy chỉnh sổ ghi chú notebook nha. Một điều mà Chi vô cùng yêu thích trong lần cập nhật này đó chính là có thể tùy chỉnh màu sắc của thư mục và quyển sổ ghi chú notebook. Bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh màu sắc bất kỳ của cả bì cover sổ và màu giấy ghi chú phía trong. Giao diện tạo sổ cũng có khác biệt đôi chút. Đầu tiên Chi sẽ đặt tên cho quyển sổ này trước, sau đó chọn ngôn ngữ cho sổ nha. Có thể chọn sổ có bì cover hoặc không. Tiếp đến là chọn kích thước của notebook. Ở phiên bản mới cập nhật này, tụi mình có thể tùy chỉnh kích thước trang giấy, kể cả những kích thước độc đáo chỉ có mình bạn có. Chi sẽ thử tạo một quyển sổ hình vuông với kích thước là 1000 pixel nè. Thậm chí bạn có thể tạo trang giấy ghi chú memo dạng dọc với chiều cao gấp đôi chiều ngang, tí nữa mình dùng để ghi chú khi chia đôi màn hình là hợp lý luôn nha. GoodNotes hiện tại đã cung cấp khá nhiều mẫu cover cho sổ với nhiều màu sắc và thiết kế, từ nổi bật cho đến đơn giản. Tụi mình có thể tự thêm bìa cover hoặc mua trực tiếp từ Marketplace. Mỗi mẫu thiết kế GoodNotes đã trang bị nhiều cách phối màu có sẵn cho mình lựa chọn. Tuy nhiên, mình hoàn toàn có thể lựa chọn màu theo ý thích cá nhân, không chỉ có thể thay đổi màu sắc đơn giản. Đối với một số thiết kế bị cover có hỗ trợ nhiều chi tiết thì tụi mình hoàn toàn có thể thay đổi từng chi tiết đó luôn nha. Ứng dụng có hẳn một combo tùy chỉnh màu siêu đa dạng với bảng và thanh trục chọn màu. Bạn có thể tùy chỉnh bất kỳ màu sắc nào mà bạn muốn và tạo ra cuốn sổ tay hoàn hảo mang phong cách cá nhân của chính mình. Chi sẽ tạo nhanh một bìa sổ với màu hồng dễ thương cho bạn tham khảo cách làm nha. Sau đó Chi sẽ đặt tên và lưu lại thiết kế trang bìa này cho những lần sử dụng sau. Tiếp đến, Chi sẽ chọn kiểu giấy cho quyển sổ. Ứng dụng trang bị khá nhiều mẫu giấy có sẵn và có thể mua thêm mẫu giấy trên Marketplace. Có cả giấy viết nhạc nữa nè. Chi sẽ chọn giấy ô vuông cơ bản. Trước đây, GoodNotes chỉ giới hạn 3 màu giấy, nhưng hiện tại tụi mình đã có thể tự tạo không chỉ màu sắc của trang giấy bên trong mà ngay cả màu của đường kẻ cũng có thể tùy chỉnh màu sắc theo ý thích. Sau đó, Chi sẽ đặt tên và lưu lại thiết kế trang giấy này cho những lần sử dụng sau. Vậy là Chi đã tự tạo xong một quyển sổ notebook của riêng Chi rồi nè. Từ bìa cover cho đến giấy bên trong đều đã được Chi custom theo phong cách của Chi. Lý do Chi tạo sổ dạng dọc là vì Chi có thể chia đôi màn hình cùng các tài liệu khác, có thể ghi chú nhanh ở quyển sổ vừa tạo. Và cách chia màn hình này thì vừa tiện lợi, tiết kiệm được thời gian và giúp Chi tập trung vào nghiên cứu tài liệu hơn nữa. Tính năng tiếp theo trong ứng dụng GoodNotes 6 mà Chi muốn chia sẻ đó chính là tụi mình có thể tùy chỉnh thư mục khi tạo một thư mục mới. Tụi mình có thể tùy ý chọn màu trong chính màu GoodNotes đang trang bị sẵn. Chi thấy màu nào cũng xinh và nổi bật hết trơn. Đồng thời còn có thể thêm icon đại diện phía trên folder nữa nè. Bạn có để ý thấy hình thumbnail của folder về bìa sổ cũng trông thật và có chiều sâu hơn phiên bản cũ không? Đối với các folder cũ, bạn có thể thay đổi trực tiếp bằng cách ấn vào dấu mũi tên đi xuống. Chi thấy tính năng này cũng khá là dễ thương và phù hợp với những người thích màu sắc và yêu cái đẹp giống như Chi. Ngôi sao bên phải sẽ giúp mình thêm folder hoặc notebook và mục ưa thích. Sau này khi muốn mở nhanh quyển ghi chú sẽ tiết kiệm thời gian hơn.
Về giao diện sử dụng tại trang Note ở phía trong cũng được nâng cấp gọn gàng và chuyên nghiệp hơn. Thanh công cụ Tool Bar sẽ được chia thành hai hàng riêng biệt. Hàng phía trên sẽ tương tự như được sử dụng trong các tab trình duyệt. Hàng bên dưới tụi mình sẽ có ba nút bấm tương ứng với ba tính năng sử dụng của Notes, bao gồm giao diện chữ viết tay, giao diện đánh máy và nút ấn ghi âm audio giúp mình ấn ghi âm lời giảng hoặc ghi âm cuộc họp meeting một cách nhanh chóng. Tụi mình có thể nghe lại đoạn ghi âm hoặc xóa chúng đi trực tiếp trong ứng dụng luôn nha. Một điểm lưu ý mới đó chính là khi muốn dùng bút để lướt các trang mà không bị quẹt nét bút, bạn ấn vào hình cây viết để ẩn các công cụ viết tay đi, giúp tay lướt bút dễ dàng hơn. Giao diện đánh máy sẽ tối giản nhất có thể, phù hợp khi tụi mình gõ trên bàn phím rồi. Khi kết hợp cùng với tính năng AI sẽ mang đến nhiều trải nghiệm viết và ghi chú tiện lợi hơn. Bạn có để ý thấy mỗi dòng chữ đều nằm gọn gàng trên một đường kẻ của trang giấy hay không? Dù là chữ to, chữ in đậm hay viết hoa thì đều nằm ngay ngắn trên đường thẳng. Đây chính là tính năng mới mà chị siêu yêu thích luôn, giúp trang giấy của mình trông vô cùng gọn gàng. Ok, bên cạnh giao diện thì đây chính là tính năng đặc biệt của GoodNotes 6, kết hợp trí thông minh nhân tạo AI trong việc ghi chú điện tử. Với tính năng này, GoodNotes có thể tìm hiểu và tái tạo lại văn bản khi nhập bằng chữ viết tay, giúp bạn viết ghi chú tự tin hơn rất nhiều. Nói đơn giản, khi bạn viết một chữ bất kỳ và có lỗi chính tả, AI sẽ tự động phát hiện ra lỗi và gợi ý bạn cách chỉnh sửa sao cho phù hợp nhất, và sau đó ứng dụng sẽ viết lại bằng chính chữ viết tay của bạn. GoodNotes là ứng dụng ghi chú đầu tiên mà Chi biết đã kết hợp công nghệ AI vào trong ứng dụng ghi chú note taking. Để Chi ví dụ thử cho bạn xem ha. Ở đây Chi sẽ viết một chữ, ứng dụng sẽ nhận ra lỗi sai chính tả và hiện dấu gạch đỏ bên dưới để gợi ý chỉnh sửa. Chị chỉ cần ấn vào chữ, các chữ thay thế được gợi ý sẽ hiện ra, thì chữ viết sai sẽ được GoodNotes tự động sửa lại sao cho đúng theo chính nét chữ viết trước đó của chị. Đồng thời khi bạn quên cách đánh vần, ứng dụng cũng sẽ giúp bạn hoàn chỉnh chữ chỉ trong một nốt nhạc. GoodNotes 6 có thể ghi nhớ các nét chữ viết tay từ các lần viết trước đây và điều chỉnh lại sao cho giống với phong cách viết của bạn nhất. Tính năng này hiện tại cũng còn hạn chế trong một số ngôn ngữ nhất định. Hy vọng ở các bản cập nhật trong tương lai thì GoodNotes 6 sẽ cải thiện tính năng nhận diện chữ viết tay này một cách hoàn hảo nhất cùng với nhiều ngôn ngữ hơn nữa. Tính năng AI tiếp theo được sử dụng khi tụi mình viết văn bản đó chính là AI Typing. Ở giao diện đánh máy, chị đang ghi một câu bằng tiếng Anh với ý nghĩa là 7 kỳ quan của thế giới. Bạn có để ý thấy, Chi cố ý gõ sai từ cuối cùng, Chi chọn cả câu, sau đó GoodNotes sẽ xuất hiện dấu sao ở bên cạnh, cho phép bạn kết nối với tính năng AI thông minh mới của ứng dụng. Chi chọn dòng đầu tiên và nhờ GoodNotes kiểm tra chính tả, ngữ pháp và ngữ cảnh cho câu văn này nha. Mất đâu đó khoảng chừng chỉ từ 1 đến 2 giây để AI có thể nhận diện và sửa câu lại giúp Chi nè. Lúc này từ ngữ đã đúng ngữ cảnh hơn, hoàn chỉnh câu 7 kỳ quan của thế giới. Chi chọn Replay sẽ thay thế cả câu văn lúc nãy, hoặc chọn Add Below để thêm câu mới xuống bên dưới nha. Câu trên thì vẫn đúng chính tả, nhưng đọc vào thấy hơi sai ngữ cảnh. GoodNotes vẫn nhận ra và gợi ý cho tụi mình điều chỉnh lại luôn nha. Có nhiều tính năng AI cực hay ho tụi mình có thể áp dụng khi viết văn bản. Ví dụ như Chi sẽ nhờ ứng dụng viết đoạn văn ra dài hơn nè. GoodNotes hiện tại đã kết hợp với Claude cho phép tụi mình tùy chỉnh văn bản như rút ngắn, viết dài hơn, tóm tắt văn bản và thậm chí thay đổi giọng điệu trong văn bản. Chỉ từ một câu đơn giản, AI đã giúp Chi viết thành một đoạn văn ngắn với nội dung chi tiết hơn. Tụi mình có thể yêu cầu AI viết lại một phiên bản mới nếu đoạn văn chưa thật sự hoàn hảo nữa nè. Chi thêm vào bên dưới, tinh chỉnh lại đoạn văn cho dễ nhìn hơn. Chi còn có thể nhờ AI viết tóm tắt đoạn văn ngắn lại một xíu. Hoặc đổi tông giọng chuyên nghiệp hơn, viết thoải mái hơn cho bạn bè, hoặc viết tự tin cứng rắn hơn nữa nha. Tính năng AI này chính là lý do chủ yếu giúp Chi sẵn sàng đầu tư vào ứng dụng GoodNotes 6 này đó. Tiếp theo đó chính là tính năng Exams and AI Match hỗ trợ học toán cùng tính năng AI siêu đỉnh. Hiện tại GoodNotes 6 sẽ cung cấp một số tài liệu ôn tập trực quan giúp bạn tự luyện tập và làm kiểm tra ngay trên ứng dụng, tương tác trực tiếp cùng tính năng trí thông minh nhân tạo AI siêu đỉnh. Bạn hoàn toàn có thể tự học và đạt thành tích cao trong các kỳ thi như SAT hoặc DSE. Bạn có thể tìm các khóa luyện tập này tại Marketplace và hoàn toàn miễn phí cho gói hội viên đăng ký GoodNotes nè. Các bước tải về cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần ấn vào nút free và ứng dụng sẽ tự động tải về chỉ trong vòng khoảng 30 giây. Đây là giao diện của ứng dụng. Có hiển thị thời gian bạn ôn tập và danh sách các dạng bài tập với từng mức độ ôn luyện cho tụi mình học nữa nha. Chị sẽ thử luyện tập một bài làm mẫu để bạn có thể hình dung được cách tự học
dùng GoodNotes và trí tuệ nhân tạo AI như thế nào nhé. Đầu tiên, chị sẽ đọc câu hỏi ở phía tay trái và phân tích xem đề bài đang yêu cầu những gì. Bên dưới là trang nháp giúp tụi mình tự giải và tìm đáp án. Tuy nhiên, khi viết vào phần dưới này thì tính năng AI sẽ nhận diện được các phép tính và sẽ xem quá trình bạn giải phương trình có đúng và hợp lý hay chưa nữa đó. Sau khi có đáp án, chị sẽ viết lên khung phía góc tay phải và chọn Submit để xem kết quả có đúng hay sai nha. Chị đã đi làm chắc cũng 7 năm rồi đó, vậy mà giờ giải phương trình cũng còn bé quá chừng. GoodNotes hoạt động như một gia sư, vừa giúp chỉ cho bạn lỗi sai, vừa giải thích cho bạn nguyên nhân và hướng giải bài tập nữa nha. Nói đến đây sẽ có bạn thắc mắc, khi viết phương trình bằng tay cùng bút cảm ứng như vậy thì không biết GoodNotes có thể hiểu được các phép tính hoặc công thức tính toán phức tạp hay không? GoodNotes hoàn toàn có thể nhận diện được các phương trình bằng chính chữ viết tay của tụi mình luôn nha. Chị sẽ thử một số phương trình toán học từ đơn giản đến phức tạp cho bạn tham khảo thử nha. Tính năng tiếp theo đó chính là kẻ nghịch ngoạc để xóa. Ở phiên bản cũ trước đây, khi muốn xóa, bạn phải chuyển đổi sử dụng bút brush sang công cụ xóa eraser. Nhưng ở phiên bản của GoodNotes 6 mới này, bạn chỉ cần dùng chính đầu bút đang viết và gạch nhiều nét đè lên phần chữ muốn xóa đi. Vậy là có thể viết tiếp được rồi nè. Siêu dễ luôn ha. Tính năng này vô cùng hay và cần thiết, đặc biệt là đối với những người đang dùng iPad kèm với bút Apple Pencil thế hệ thứ nhất. Giống như chi, khi không thể tap đầu bút để chuyển đổi nhanh giữa bút brush và gom xóa như trên Apple Pencil thế hệ thứ hai được nè. Thêm một tính năng đặc biệt nữa đó chính là di chuyển nhanh vùng dữ liệu. Khi muốn di chuyển nhanh, bạn chỉ cần dùng bút khoanh tròn vùng muốn di chuyển, sau đó ấn và giữ nhẹ trên đường tròn. Đường kẻ sẽ tự động chuyển sang dạng vùng chọn laser. Sau đó bạn có thể di chuyển đến các vị trí khác mà không làm mất thời gian chuyển đổi giữa các công cụ. Điều quan trọng nhưng mà chị muốn nói cuối cùng đó chính là chi phí nâng cấp và mua ứng dụng GoodNotes 6 này. Vì sau khi bạn đã cùng chi đi qua các tính năng đặc biệt trên GoodNotes, bạn sẽ có cái nhìn khách quan nhất cho sự lựa chọn của chính mình nha. Yên tâm, vì GoodNotes 6 bạn vẫn có thể tải về hoàn toàn miễn phí và dùng thử nhằm mang đến trải nghiệm cá nhân hóa chính xác nhất. Với bản miễn phí này, bạn có thể sử dụng các tính năng ghi chú cốt lõi quan trọng của ứng dụng và có thể tạo tối đa 3 sổ ghi chép trong thư mục của mình. Khi đã yêu thích ứng dụng này quá nhiều như chi, bạn có thể nâng cấp lên bản trả phí, tính năng tạo sổ ghi chú notebook không giới hạn. Nhìn chung thì đây là một bản nâng cấp lớn vì không chỉ được sử dụng vô số tính năng mới, tụi mình còn được trải nghiệm các tính năng thông minh từ trí tuệ nhân tạo AI được tích hợp trong việc viết và ghi chú. Trên trang blog của GoodNotes sẽ có đề cập đến một số tính năng thú vị mà hãng đã ghi nhận ý kiến từ người dùng và đang trong quá trình nghiên cứu. Hy vọng sẽ ra mắt trong bản nâng cấp mới sau này của GoodNotes 6, bao gồm như cách cài đặt password cho từng quyển sổ, đường kẻ chấm dot lines, công cụ ngòi bút mới đó là bút chì. Và đây chỉ mới là danh sách giới thiệu sương sương thôi đó. Sự lựa chọn là ở mỗi người. Tuy nhiên, GoodNotes 6 hiện nay đang là ứng dụng viết ghi chú có trả phí yêu thích của chi. Chi tin rằng trong tương lai, GoodNotes sẽ mang lại nhiều bản nâng cấp mới hơn với nội dung thú vị và xứng đáng với số tiền mà tụi mình đã đầu tư cho sự học này ha. Nếu bạn muốn chi chia sẻ về cách sử dụng GoodNotes 6 này trong một video cụ thể hơn, nhớ comment bên dưới cho chị biết với nha.